Tập 36. Phương Khôn, tôi không ngờ anh làm người lại bị ổi như vậy, lại mang phụ nữ và trẻ con ra để nói điều kiện. Bị ổi? Bị ổi? Nếu tôi bị ổi, em trai, em gái và cả con trai cậu không biết chết bao nhiêu lần rồi. Giao Hưng Quốc cho tôi. Đáng thương thật. Cậu tưởng tôi sẽ lấy Hưng Quốc và Đàm Tử Quân làm quân cờ để uy hiếp cậu sao? Cậu sai rồi. Chiều ngày mai tôi sẽ đưa hai người họ đến phòng thẩm vấn. Đến khu giải phóng thì cậu tự mà nghĩ cách đi. Không tiễn. Ai báo tin cho cậu? Là Lý Liên Sinh. Nhưng anh ta không chịu giao người. Hay là bây giờ tôi đi bắt Hàn Sơn lại? Giờ chưa phải lúc. Để chuyển nguồn vốn đến quê hương Nhật Bản, tránh sự thẩm tra của bộ lục quân cần có cậu ta. Ý của ngài là đưa con trai của Hàn Sơn về đây? Dân. Cậu không còn tự mình đi, để người của đội quân cảnh thay đổi quân phục. Lúc này tôi không mong Hàn Sơn nảy sinh thù ý quá lớn với người Nhật, hiểu chưa? Đã rõ. Khoan đã. Hai vị đi thông thả. Không sao, cậu không cần tiễn nữa. Lần sau lại đến nhé. Được, cảm ơn. Út Đạt, Hưng Quốc, nào lên xe cha đi. Hưng Quốc, xuống đây. Hưng Quốc, mau lên xe cha đi. Nghe lời nào. Hưng Quốc, cha không phải hán gian, cha là người tốt. Con tin mẹ được không? Nào, Hàn Sơn, cậu nợ tôi đó. Mau lên xe. Bao lên xe. Tử Quân, Tử Quân, Tử Quân, Tử Quân. Phương Khôn, đưa Tử Quân đến bệnh viện mau lên. Đi với tôi, nhanh lên. Mẹ, Hưng Quốc, lái xe đi, lái xe đi. Mẹ, mẹ ơi. Hưng Quốc, Hưng Quốc, con nghe cha nói, mẹ không sao đâu. Con đi với cha, đi thôi. Con phải đi tìm mẹ. Hưng Quốc, Hưng Quốc, con nghe cha nói, cha là người tốt, cha không phải hán gian. Con đi với cha đi.
con phải đi tìm mẹ. Thường Quốc, quan đi con. Hương Quốc, con sao thế? Cha, bụng con đau quá. Cha ơi, con mệt quá. Con muốn ngủ. Đừng, Hương Quốc. Không được ngủ. Cố gắng lên, Hương Quốc. Cha, mẹ nói cha không phải Hán Giang. Cha không phải. Cha không phải. Cha, Hương Quốc. Hương Quốc. Hương Quốc. Hương Quốc. Hương Quốc. Hương Quốc. Hương Quốc, chạy nhanh lên. Hương Quốc, cố gắng lên. Cố gắng lên. Phương Khôn, nếu Hương Quốc có chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu. Cố gắng lên. Tử Quân. Tử Quân. Đến rồi. Tôi thay cậu một lát. Đưa đồ ăn cho họ đi. Dừng.
Tiên sinh, anh lại đến rồi à? Sao anh không vào trong? Trong đó bận quá, cô làm việc đi. Chủ nhiệm, tra ra chưa? Người tấn công chú là đội quân cảnh Nhật Bản. Đội quân cảnh? Cho dù là đội quân cảnh, cũng có thể là do Lý Liên Sinh báo tin. Thế cũng chưa chắc. Trước khi nguồn vốn của Vạn Long chuyển khỏi Trung Quốc, Shirakawa nhất định sẽ kiểm soát Hàn Sơn. Chú còn ôm hy vọng với người phụ nữ đó sao? Tôi nghĩ cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa rồi. Vết thương của chị dâu em sao rồi? Bác sĩ nói còn phải nằm viện thêm một thời gian. Lời anh nhờ em nói với cô ấy em đã nói chưa? Nhưng chú cũ không gọi điện cho em. Em nói rồi, em nói với chị ấy là chú cũ nói với em Hưng Quốc đã đến khu giải phóng rồi. Cảm ơn em. Anh, Hưng Quốc hiện giờ rốt cuộc thế nào rồi? Hưng Quốc khỏe lắm. Việc liên lạc ở Tô Bắc không phát triển. Anh bảo em nói dối là vì sợ chị dâu em lo lắng. Anh, vậy sao anh không đến bệnh viện thăm chị dâu? Chị dâu em lần này trúng đạn chính vì ở quá gần anh. Kỳ Kỳ, sau này không có việc gì thì đừng đến tìm anh nữa. Đừng nói gì với anh cả, em đi đi. Nếu anh rút súng nhanh hơn sẽ không có những chuyện này. Già rồi, già rồi. Cái tay này bây giờ chỉ là đồ bỏ. Cháu nói hai người biết một bí mật. Thứ nhất chính là món chú nấu ngon hơn mẹ cháu nấu. Thứ hai chính là chỉ cần chú có thể đưa cháu về nhà, cháu sẽ nghe lời chú. Cháu có thể nhận chú làm cha nữa. Cháu còn có thể nhận chú làm cha nữa.
đánh bây giờ sao? Nếu chú chưa chuẩn bị xong vậy ngày mai hẳn đánh. Bây giờ cháu phải ngủ rồi. Xuân Quốc, Shirakawa tiên sinh, Ngoại trưởng Togo gửi điện khẩn đến, bảo anh lập tức về Tokyo. Ngoại trưởng Togo nói, không có ngàn gì đến thông báo Potensa lần này, không phải là ý muốn của Bộ Ngoại giao, mà là thái độ đè nén của Thủ tướng Suzuki đối với Bộ Ngoại giao. Ra ngoài đi. Tôi nghe hết rồi. Chuyện của vợ anh tôi rất lấy làm tiếc. Cũng may không có gì đáng ngại. Nhưng điều khiến cho người ta vui là con trai Hưng Quốc của tôi đã thuận lợi rời khỏi Thượng Hải rồi. Khiến anh thất vọng rồi nhỉ? Cậu không cần nghi ngờ tôi. Bây giờ bất kể là Quốc Dân Đảng hay Đảng Cộng sản đều muốn kiểm soát cậu. Chuyện này tôi chỉ có thể nói lấy làm tiếc. Tay cậu bị thương sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xem ra thời gian này tôi phải bay về Nhật Bản rồi. Anh muốn về Nhật Bản? Vậy lô vàng đó làm thế nào? Cậu yên tâm, tôi sẽ quay về nhanh thôi. Chỗ ở của cậu bên Nhật tôi đã sắp xếp xong rồi. Lãnh sự quán vô cùng coi trọng công việc của cậu. Chờ tôi quay về, cậu hãy mang theo vàng rút về Nhật Bản. Tôi thân là nhân viên công tác chính phủ, tôi có thể lâm trận bỏ trốn sao? Thật ra cậu và tôi đều như nhau, không có nơi nào để đi. Chủ nhiệm, ở đây tổng bộ Vạn Long. Lô vàng và tàn dư Đảng Cộng sản của Bộ Ngoại giao có lẽ đều được giấu ở đây. Bây giờ Hàn Sơn bình tĩnh quá nhỉ? Cho dù là Đảng Cộng sản bí mật hay là lô vàng đó, nhất định có kế hoạch di dời chu đáo. Được, tôi biết rồi. Thiên Hải đã đầu đến đâu rồi? Đã vòng qua móng của nhà hàng Paris rồi. Được, chờ vàng đến tay chúng ta, chúng ta sẽ đủ con tốt để kiểm soát Shirakawa. Đến lúc đó, chúng ta có thể rút lui toàn bộ rồi.
Cái này để người ở trên ghe làm việc đi. Anh còn bắt tôi? Đây là mệnh lệnh. Có phải đây không? Phòng 77. Cậu canh chừng đi. Tôi đi tìm chiếc xe chuyển số đất này đi. Cảnh sát đến rồi. Nào, cậu xuống dưới nói với họ. Cảnh sát đến rồi, tuyệt đối đừng lên tiếng. Ở trên để tôi giải quyết được không? Được rồi, dọn dẹp đi. Đừng làm nữa, đừng làm nữa. Cảnh sát đến rồi, mau lên. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Lê mê nửa ngày trời không mở cửa làm gì vậy? Không, không làm gì cả. Chứng từ. Chứng từ à? Tu Châu đến à? Tu Châu. Đến Thượng Hải làm gì? Làm buôn bán đồ nội thất. Ở Thượng Hải làm ăn dễ hơn. Gần đây hàng xóm hay phản ánh thanh niên các cậu cứ ra ra vào vào. Còn có xe tải chở hàng nữa. Đường Hoa Viên không phải nơi mở tiệm tạp hóa đâu nhé. Dần dần anh em chúng tôi buôn bán, có lúc giao hàng gì đó cũng là điều khó tránh. Sau này chúng tôi sẽ chú ý. Thành thật xin lỗi. Đừng nói lời xin lỗi với tôi, là hàng xóm kiện các cậu đó. Vậy tôi đi xin lỗi hàng xóm. Thành thật xin lỗi. Phòng này có mấy người ở? 4-5 người. Trú cuộc là bao nhiêu? Là thế này ạ. Người làm của chúng tôi không thường xuyên sống ở đây. Anh cảnh sát, anh xem chúng tôi làm buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Tôi biết các cậu cũng khó khăn. Nhưng con đường này toàn là người nhà của quan viên chính phủ. Vấn đề an toàn rất quan trọng, có biết không? Biết rồi. Ở đây xảy ra tí vấn đề gì, chúng tôi phải mất chén cơm đấy. Không đâu, không đâu. Anh cảnh sát, anh xem chúng tôi cũng là công dân tốt. Tuệ nhãn của anh vừa nhìn là biết chúng tôi không giống người xấu. Đột nhập ăn cướp, ăn cắp ăn trộm gì đó. Mấy chuyện đó chúng tôi không làm đâu. Thế là đúng rồi. Người Nhật và đảng Cộng sản đang gây loạn ở bên ngoài. Những thanh niên chơi bời lêu lỏng như các cậu còn gây sự trong thành. Bến Thượng Hải rộng lớn này sẽ không phải loạn sao? Căn phòng đó làm gì vậy? Không có gì, chỉ là để nội thất cũ và kho ạ. Vào trong xem đi. Ờ, anh cảnh sát, làm gì thế hả? Làm gì đấy? Làm gì cả? Chứng từ. Anh xem chúng tôi đều là công dân tốt. Công dân tốt. Đây là gì? Đây... Đây là gì? Đây là đất. Đất ở đâu ra? Anh xem, anh cảnh sát. Anh không biết đâu. Bây giờ đồ nội thất gỗ ế ẩm lắm. Lương thực ngày nào cũng tăng, nội thất thì ngày nào cũng rớt giá. Tôi hỏi cậu đất dưới sàn là thế nào? Đây là đất sền. Anh không biết nhỉ? Nội thất nhìn cũ một chút, chẳng phải bán thêm được vài đồng sao? Các cậu như vậy là dở trò gian dối, là lừa đảo. Anh cảnh sát, tôi không dám đâu. Hơn nữa, cái này cũng bán không được bao nhiêu phải không? Xin anh chăm trước thông cảm nhé. Im lặng. Đúng là phải trị bọn Nhật như vậy. Bắt Thiên Hoàng chết tiệt và Hoàng thượng Ngụy Mãn Châu Trung Quốc ra bắn bỏ luôn đi. Nhỏ tiếng thôi, người Nhật còn chưa đi đâu.
Ông đây nhịn 8 năm rồi, lũ chó Nhật. Chúng ta cũng sắp trở mình rồi, đi thông thả. Đám người các cậu, đừng hở ra là buôn bán mấy thứ nội thất tồi tàn đó. Thanh niên trẻ, học theo tôi quan tâm đến đại sự quốc gia nhiều hơn, phải phải. Phải học hỏi anh. Anh hai, Botensa là gì ạ? Mặc kệ đó là xa gì, chỉ cần người Nhật cút xéo là trong lòng tôi thoải mái rồi. Phải đúng vậy. Lần này anh quay về Tokyo thật sâu. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu làm tốt việc ở Bộ Ngoại giao của cậu là được. Đến lúc đó, quan chức nội các sẽ giúp cậu thoát khỏi khốn đó. Đám người của Tổng bộ Hưng Á Kiến Quốc phải làm sao? Dù là lúc nào cũng không được thừa nhận lãnh sự quán đã dùng nhầm người. Với tình thế hiện giờ, đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian. Cậu phải nhớ, một khi Nhật tuyên bố đầu hàng, việc đầu tiên phải làm chính là xử lý tất cả nhân viên và tài liệu của tòa biên dịch. Hàng Sơn thì sao? Hàng Sơn phải xử lý thế nào? Người này càng không thể giữ, giết sạch tất cả. Nhưng mà nhất định phải chờ sau khi Nhật đầu hàng. Phải làm giống như người Trung Quốc gây ra. Hiểu rồi. Tôi không làm nữa, mệt rồi. Tôi phải đi ngủ một lát. Đi tìm anh cậu đi. Không ngủ được. Tôi đào mười mấy ngày rồi. Anh phải nói tôi biết đào cái gì đi chứ. Thông rồi. Đây là khô quân quả Nhật sao? Còn quan trọng hơn khô quân quả Nhật. Mau lên, qua tìm đường có gạch đỏ đi. Nào nào, đưa cuốc cho tôi. Mau đi thôi. Hàng tiên sinh, có chuyện gì? Đầu thông rồi. Vị trí đúng không? Đúng, chắc chắn không sai được.
Chưa đến hai cuốc đã phá nát nó rồi. Đi xem xem. Rốt cuộc hai anh có nói hay không? Hỏi các anh bao nhiêu lần cũng không nói. Tôi nói các anh biết, các anh không nói cũng không sao. Anh tôi về cũng phải nói cho tôi biết. Hàng tiên sinh về rồi. Anh, chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong rồi. Anh, chúng ta sắp hành động rồi. Anh nên nói em biết làm gì có phải không? Bây giờ đang lúc cần đến em. Nào, trói nó lại. Đừng khoan đã, trói em làm gì? Em biết rồi. Khổ nhục kế. Mau trói đi, nào. Mạnh tay lên, đang trói người đó. Hai vòng, hai vòng. Tiểu Toàn, điều gì tốt cho em? Chờ bọn anh làm xong việc sẽ thả em. Em chỉ cần xem như không thấy gì cả, chính là giúp anh làm một việc lớn rồi. Ơ kìa, nói gì thế? Anh nói dẫn theo em mà, sao lại lừa em chứ? Lời khi nãy tôi dặn đã nhớ hết chưa? Nhớ rồi ạ. Được, nhắc lại lần nữa. Xác của quân cảnh giật bị giết ở lầu 2. Nhất định phải kéo xuống hầm bí mật. 1 giờ đêm, chúng ta bắt đầu hành động. Hàng tiên sinh, xe đến rồi. Hai chiếc xe còn lại thì sao? Đều chuẩn bị xong rồi. 3 giờ đêm đúng giờ xong qua trạm kiểm soát của người Dực. Các bạn trẻ, xuống đường hầm. Dừng. Động手。
Dùng sức, mạnh tay lên. Bà Tám Bập, bên ngoài còn sát, giúp tôi chuyển đi. Hiện giờ cách thời gian đội quân cảnh tiếp theo thay ca còn 1 tiếng 47 phút. Chuyển ra ngoài, nhanh, dừng. Quay về ngủ đi. Em cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Các anh cướp quân quả của người Nhật mà không dẫn em theo. Đừng đi gặp chị em, cũng đừng gặp chị dâu em. Anh làm gì vậy? Em không được gặp ai hết. Không được nói chuyện này với Chu Tứ Gia. Càng không thể nói với Phương Khôn, nhớ chưa? Hàng Sơn, Hàng Sơn, anh vẫn không tin em phải không? Anh về đây, được rồi đừng la nữa. Anh cởi ra cho tôi, nhanh lên. Ngồi yên, đừng cử động. Chủ nhiệm, tổng đội cảnh vệ đã chờ lệnh 17 ngày. Hàng Sơn cuối cùng cũng ra tay rồi. Báo với Lý Liên Sinh phong tỏa Thượng Hải. Tất cả tuyến liên lạc của đường Hoa Viên, sông Tô Châu. Không thể để một con ruồi bay qua. Đi mau. Phải, toàn thành buộc phải giới nghiêm lập tức. Thiếu tá Uja, đây là văn phòng của tôi. Anh có ý gì đây? Hàng tiên sinh, tôi nghi ngờ người của anh đã trộm mất vàng của lãnh sự quán. Người của tôi, Lục Thiên Hải đâu? Hôm qua anh ta đã xin nghỉ với tôi rồi. Nói ở nhà có việc, về quê rồi. Về quê rồi. Hiện giờ toàn thành đều giới nghiêm rồi. Tôi xem cậu ta quay về thế nào. Tứ gia, cả nhà lớn bé của anh hiện giờ đều đang ở Thượng Hải. Tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ. Tôi cần xin phép ban cổ đông. Anh cho tôi thời gian 2 ngày. Vậy thì 2 ngày. Vào đi. Tứ gia, Hàng tiên sinh đến rồi. Được. Chỉ có 2 ngày thôi. Tôi xin phép đi nhé. Không tiễn. Chu Tứ Gia, cậu đúng là biết chọn thời gian. Bây giờ người Nhật đều đang thảo luận thời gian và cách đầu hàng. Tôi biết thời gian này quân đội rảnh nhất, ngân hàng bận nhất. Hiện giờ phiếu gửi tiền cũng như giấy bỏ.